chị yêu này đến với kênh mỹ phẩm chính hãng số 3 Tuấn. Hôm nay em lại giới thiệu cho mấy chị về một dòng sản phẩm, đó là sữa rửa mặt Desktop Blanc. Đây, mọi người thấy cái ca chưa? Đặc biệt là cái phiên bản mới, qua cái phiên bản mới nó sẽ có một cái tem khi mà mấy chị mua về muốn check thử là cái sản phẩm chính hãng hay không, hay là sản phẩm như thế nào đó, thì mấy chị check chỗ này nha. Trước tiên là mấy chị phải cài đặt theo cái cú pháp vào trong cái CH Play hoặc là những cái gì tải ứng dụng đó, là mấy chị sửa tải cái VMAP này về xong là check cái sản phẩm ở trên này nha, tải ứng dụng về và check nha. Đây là sản phẩm mới, mọi người lưu ý giúp em, tại vì cái tem điện tử hàng nhái đã có rồi, nên bây giờ công ty Desktop Blanc sản xuất ra cái loại là vép nha, cái vép để mấy chị check mã, giống như là mấy chị hay check mã vạch của sản phẩm gì đó. Đây mình tải ứng dụng nó về mình check để đảm bảo là hàng chính hãng không có bị nhái mọi người. Bên em chưa phân phối hàng Desktop Blanc chính hãng giá tốt, chị nào cần thì liên hệ sớm để em được mua cái dòng hàng giá tốt và rẻ như thế này nha. Đây cái chai Desktop sữa rửa mặt Desktop Blanc hóa như này nha mọi người, đang rất là hot, rất hot rầm luôn. Đây là dòng sản phẩm giúp trắng da mặt, làm dưỡng ẩm da và đặc biệt là làm cho da mặt được mịn màng, tươi sáng, giảm mụn, giảm nám, giảm hâm và cho làn da sẽ giúp cho da trở nên là đẹp và trắng mịn như da em bé, diệt khuẩn và kháng viêm, làm trắng sáng da. Mỗi sữa rửa mặt là mỗi ngày rửa mặt là 2-3 lần thì được sạch sẽ và được đẹp hơn rất nhiều nha. Đây rất là thơm nha mấy chị, rất là thơm, ở trên này nó cũng có in là Việt Mỹ thơm mà chính là trên cái nắp hộp này luôn, xịn sò ghê luôn mấy chị. Đây này sản xuất hàng sử dụng solo thì đây đầy đủ nha, mã vạch chét ở trên cái sản phẩm này cũng có luôn, đây là thông tin về sản phẩm nó ghi bằng tiếng Anh không à. Đặc biệt là cái chai này là 150ml, chị nào mà cần muốn mua một dòng sữa rửa mặt trời trị mụn, trị hâm, trị nám, trắng da, siêu chất lượng lông và đặc biệt là giảm viêm mụn thì liên hệ cho em để mua dòng sản phẩm Desktop Blanc này về sử dụng nha. Cái này đặc biệt là số 2 này, anti acid care đây. Đây là dòng sản phẩm dành cho da mặt và giúp điều trị da được trắng sáng và mịn màng hơn, thì hãy liên hệ cho em qua số hotline là 0355 888 057 hoặc là 0933 766 739. Mấy chị có thể là liên hệ qua Facebook của em là Facebook Trần Thị An Đích chuyên sĩ mỹ phẩm để được đặt hàng nha. Và em luôn luôn cung cấp hàng chính hãng giá tốt và rẻ nhất thị trường, luôn luôn tuyển sĩ ở tất cả các khu vực. Chị nào cần muốn mua những dòng sản phẩm em thì liên hệ cho em, giá càng rẻ thì mấy chị mua số lượng càng lớn nha, từ 50 đến 100 thì bên em sẽ để giá sát móc nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, chị nào muốn mua thì liên hệ sớm em, hoặc là chị nào mà muốn làm lại với bên em thì ok liên hệ ngay nha, 0355 888 057. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye.